Rồi, hello chào anh em nha. Đây, hôm nay là mình gửi một cặp đi cho khách nha anh em. Khách ở Hưng Yên Kim Động. Bây giờ mình sẽ gửi hai em này đi. Cái lưỡi đen được lần nữa cũng lưỡi đen gần hết luôn. Đây. Anh em yêu thích thì cứ đây giờ mình chạy ăn nè. Cái lưỡi mình chạy ăn nha anh em. Chạy ăn rồi gửi. Chạy ăn trước 1 tiếng 2 tiếng. Gửi thì mình chạy ăn nha anh em. Giờ mình chạy ăn chút 1 tiếng đồng hồ. Đến 2 tiếng. Nó đi xe. Bên này mình gửi đi xe khu vực miền Bắc. Lẹp nhúc lẹp. Đó, em đây là em đực nè. Đực dành lửa nè. Cùng xây kiếm. Con này là cũng dành da xây kim luôn. Hai này là khách hàng giống. Đó, anh em thích thì cứ liên hệ nha. Đàn này là đàn 3 tháng mấy gần 4 tháng nha anh em. Khách mua về làm giống. Đó, anh em nào yêu thích thì cứ liên hệ. Mình chờ ăn xong mình gửi nha anh em. Ồ, đây nha anh em, đeo giờ mình bắt đi nè, đặt được một cái. Giờ nhà mới nghe chưa? Đặt nhà mới ớ. Đen gần hết, đen rồi đen. Đâu, bắt đi. Ảm đây. Lại ấy. Ảm bỏ vô chứ gì. Không, mày lại nhắm về vậy nữa đi chứ. Để. Ảm đây, rồi bỏ đấy. Này em. Để ngon quá, vừa dặn. Không to vậy đó. Không thả được. Không thả. To quá mày. Về nhà mới chưa? Giờ gửi mình điều chạy ăn nha nè. Chạy ăn rồi mình gửi. Chạy ăn trước tiếng đồng hồ. Thì anh em nào yêu thích chó Phú Quốc thì cứ liên hệ nha. Bên mình có rất là nhiều nha anh em. Lớn có, nhỏ có. 2 tháng, nói chung từ 1 tháng đổ lên cho từ 1-2 năm sinh sản, từ cho con đến chó sinh sản có hết. Anh em yêu thích thì cứ liên hệ. Cái em đây là cái đàn chốt này bán hết còn mình đó, đàn là 7 con bán hết. Cái đây là khách quen mua nha anh em, khách người ta mua về đi săn. Con này là săn giỏi lắm, tại mấy con này mặt nó hung lắm, con này cái mặt nó hung như con báo vậy. Ngày đầu trước khách mua một con rồi, khách mua đã mua 2 con rồi, giờ đây con thứ 3 này. Khách đặt mà có cái dòng đây là liên hệ đây. Mặt đây nha anh em, mặt lên gớm lên lắm, mặt quá đau luôn. Cho anh em quay cái mặt cho anh em coi, dữ lắm. Chung là anh em nào mà thích thì cứ liên hệ nha, ship to, ship mọi miền toàn quốc nha anh em, ship toàn quốc. Thì anh em nào thích cái thích đực đầy đủ, đủ các tầm giá cho anh em chọn luôn. Mấy chiều có nha anh em. Bây giờ nhà mới nha anh em, lanh lắm. Đây còn mấy đây là đàn nhỏ này. Đàn nhỏ đây tầm đi 1 tháng mấy nha anh em. Tháng mấy nè. Anh em nào yêu thích thì cứ liên hệ, điện thoại điện thiết nha, điện tiền giỡn. Mấy em này là mấy em nhỏ 1 tháng mấy. Giờ chuẩn bị gửi em về nhà mới. Thang mấy hai em cái còn mấy ghê ngủ không bày mà đi trên ngủ hết, còn hai con này ra ngoài chờ mấy ghê ngủ hết rồi. Hello chào anh em, đây giờ bắt đầu chuẩn bị gạo đi nha anh em. Sáng màu nó đẹp luôn, dài đòn mắt đây hẳn lên cái mắt này, mặt cướp mắt mặt hát đúng không, đi xong ngon mặt khùng lắm. Mặt quá đào nha anh em, mặt khùng. Con này giờ đi săn này, giờ nhà mới đi săn nghe chưa? Săn dữ lắm. Mở mắt như con hổ quyền, ba như con báo. Giờ chuẩn bị sắp đi về nhà mới. Anh em yêu thích thì bác đây, tùm lum nha anh em. Lớn có, nhỏ có.
đang bốn là mình trời có nhỏ có tùm lum hết. Để em đây, em nhỏ đây. Hả? Nhỏ đây, nhỏ đây. Nhỏ đây cá nha nè em. Một thân mấy không? U nè, u nu luôn. Anh em yêu thích thì lậm nhỏ có, tính có. Mấy đèn, bắt mấy đèn rồi này. Có mấy đèn thui, đèn xích chưa? Cái thui đèn xích. Đây là một cặp cái luôn nha anh em. Cái nhìn lửa, nhìn đèn, hát khổ, đùng lửa mịt. Kìa một bầy con rồi. Đây, thu điện thiết. Đấy. Thu điện thiết. Màu đen nha anh em. Hai gió rộng tương thay. Đứng đây con, đứng. Đào giờ mình đóng thùng nè, đây, thùng đây. Đưa được mở vô. Con này. Kèm cá giờ anh sáng màu rồi. Em quét luôn. Mình ảnh này. Kèm bạch hổ sáng màu rồi. Âm vô. Âm vô đây. Em vừa hướng dần dần. Dần dần vô. Hướng dần dần. Dần dần vô hướng dần. Trọng ngon quá mà. Ừ. Đang gỡ cái nằm bùm. Hai cái. Chết.